Bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra có rất là nhiều xe đồ chơi ở trong cái bể cá này này. Bây giờ cùng mình khám phá này. Đây là một chiếc xe tải Ben chuyên đi chở đất này các bạn. Đây là một chiếc xe tải Ben chuyên đi chở đất rất là xịn sò nha. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Ui, đây có một chiếc xe bồn trộn bê tông siêu to khổng lồ. Wow, đây là xe bồn trộn bê tông rất là to đấy các bạn ạ. Wow, rất là to luôn nha. Ok, nào ở đây có một chiếc xe tải chuyên đi chở đất này. Ui, đây mình phát hiện ra có một chiếc xe này, là một chiếc xe lưng hàng này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe lưng hàng rất là xịn này. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Ui, đẳng cấp chưa? Wow. Đây, đây mình phát hiện ra rất là nhiều xe đồ chơi ở trong này này các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, ở trong này có rất là nhiều xe đồ chơi luôn nha. Đây, đây là một chiếc xe xúc nật này. Đây là một chiếc xe xúc nật rất là xịn luôn. Xúc con ếch luôn này các bạn ơi. Đây là xúc con ếch luôn nha. Wow. 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 Đây là xúc con ếch này các bạn ơi. Ui. Đây, giới thiệu với các bạn, bây giờ mình bới cát để tìm xe đồ chơi nhá. Đây mình bới được một chiếc xe này này các bạn ơi. À, đây là một chiếc xe cần cầu móc nha. À, đây là một chiếc xe cần cầu móc này. Ui. Đẹp chưa? À, xe cần cầu móc. À, đây mình phát hiện ra một chiếc xe bán tải này. Đây là một chiếc xe bán tải đấy các bạn ơi. Wow, đây là xe bán tải nghe rất là đẹp này. Đây là xe bán tải nha. Wow, xe bán tải cảnh sát nha. Xe bán tải cảnh sát của bạn Nhi rất là đẹp luôn. Ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là mới và đẹp này các bạn ơi. Đấy, chào các bạn. Ê, đây là xe bồn trộn bê tông rất là xịn luôn. Ồ, đẹp chưa này. Wow, đây có một chiếc xe dọn rác này. Đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi dọn rác rất là đẹp đấy các bạn ạ. Ui. Wow. Một chiếc xe môi trường chuyên đi dọn rác rất là đẹp, rất là xịn sò luôn. Ồ, các bạn có thích chiếc xe này không? Pip 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 pip. Ui, các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe môi trường dọn rác nữa này. Đây cũng là một chiếc xe môi trường chuyên đi dọn rác rất là mới đẹp đấy các bạn ạ. Wow, chiếc xe này xịn lắm nha. Pip 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 pip. Ui, động cơ rất là mạnh đấy các bạn ơi. Pip 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 pip. Nào, ở đây mình phát hiện ra rất là nhiều xe đồ chơi nữa nha. Đây rồi, mình phát hiện ra ở đây có một hộp xe đồ chơi mới nữa. Đây là hộp xe này, là hộp xe. Wow, cái hộp xe này là hộp xe bồn chở nước để tưới cây xanh ấy các bạn ơi. Quá là xịn luôn nha. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Ui. Đây nữa nha, đây đây mình phát hiện ra hộp đồ chơi xe công trình. Ở bên trong có chiếc xe gì này. Đây là xe tải này này các bạn ơi, xe tải Ben chuyên đi chở đất nha. Pip 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 pip. Đây là một chiếc xe tải Ben chuyên đi chở cát, chở đất, chở vật liệu xây dựng đấy các bạn ơi. Wow. Ở đây mình còn phát hiện ra một hộp xe đồ chơi mới nữa này. Đây hộp xe gì nào? Wow. Đây mình lấy ra xem xe gì nhá. Wow. Một chiếc xe cần cẩu xịn sò và đẳng cấp đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc đẹp quá các bạn ơi. Wow, xịn quá này. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc quá năm mới luôn. Nào, ở đây mình phát hiện ra còn rất là nhiều xe đồ chơi nữa nhá. Đây nữa. Đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi cẩu rác này các bạn ơi. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Ồ, pip 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 pip. Đây nữa các bạn ơi, đây mình phát hiện ra ở đây có một chiếc xe này là xe chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát này. Đây là xe chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát rất là đẹp luôn. Pip 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 pip. Wow. Ở đây nữa nha, đây nữa, đây là một chiếc xe này là một chiếc xe cứu thương này. Đây có một chiếc xe này là một chiếc xe gì đây. Wow, một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp luôn. Wow, các bạn thấy đẹp chưa nào. Ui, xịn chưa, một chiếc xe bồn trộn bê tông quá đẹp luôn nha. Wow. À đây có một chiếc xe này là một chiếc xe bồn chuyên đi chở. À chở này là xe bồn chuyên đi chở xăng dầu đấy các bạn ạ. Wow. Các bạn thấy đẹp chưa? Ở đây có một chiếc xe. Ồ, xe này là một chiếc xe cảnh sát đây. Xe cảnh sát xịn sò đấy các bạn ơi. Wow, đẹp quá này các bạn ơi. Pip 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 pip. Nào, ở đây có một chiếc xe này là một chiếc xe ô tô cảnh sát G65 đấy các bạn ạ. À, hết xe đồ chơi rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm xe đồ chơi mới đi các bạn ơi, đi thôi, next go. Bạn, đầu tiên là một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông nhá. Chiếc xe này có vò trộn bê tông luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy thử xem tốc độ có đỉnh cao nhá. Rồi, xe trộn bê tông đi làm việc thôi. Pi 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 pi. Ui, rơi luôn các bạn ạ. Rơi luôn rồi, đấy, rất là vui luôn. Rồi, tiếp theo nào. Các bạn thấy ngầu chưa? Nào, giới thiệu với các bạn tiếp theo nào. Đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu nhá. Chiếc xe này vừa chở được ô tô lại còn cẩu được ô tô các bạn ạ. Đi làm việc thôi. Ui giời. Rồi chạy một tay này các bạn này. Động cơ quá là mạnh luôn đấy các bạn ơi. Nghe thì kêu là thấy ngầu rồi. Nào.
Tiếp theo nào, đây là một chiếc xe gì nào, ui, một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này đẹp chưa này các bạn ơi. Ở thùng bên này có một chiếc xe gì đây, đây là máy xúc cát à, máy xúc cát này cũng rất là đẹp chứ các bạn nhỉ. Đó, đi làm việc thôi, vui quá các bạn ơi. Nào, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe cứu hộ nha. Đây là một chiếc xe cứu hộ cảnh sát nha, có xe cứu hộ cảnh sát này có cái móc đấy các bạn ơi. Nào, các bạn nghe động cơ nào không? Vui chưa? Nào, giới thiệu với các bạn tiếp theo nào. Đây, đây là một chiếc xe cần cẩu móc đây này các bạn ơi. Đó, có cái móc nha. Đấy, chiếc xe màu xanh này các bạn ơi. Chiếc xe này màu xanh nha, có số 270 luôn. Các bạn thấy đẹp chưa? Ôi, bây giờ mình sẽ cẩu cho bạn xem. Đây mình sẽ cẩu một chiếc xe nhỏ lên nha đây. Mình sẽ cẩu một chiếc ui. Đây mình sẽ cẩu một chiếc xe máy lên này. Nào, cẩu. Như cẩu cần câu cá đây, mình cẩu chiếc xe này lên nha. Nào. Lên nào. Ui, các bạn thấy không? Mình cẩu thành công một chiếc xe xúc nật nha. Đó, rất là đẳng cấp luôn. Rồi, mình ở đây nha. Nào, bây giờ mình sẽ khám phá tiếp nào. Thùng đồ chơi này rất là nhiều xe xịn đấy các bạn ạ. Đây là máy bay trực thăng nhé. Máy bay trực thăng bay lên bầu trời cao rồi hạ cánh một cái rổ đồ chơi này. Đấy, các bạn thấy đẳng cấp chưa? Nào, giới thiệu với các bạn tiếp theo nào. Đây là một chiếc xe bíp này. Ấy chà, các bạn thấy không, chiếc xe bíp này là chuyên chở các bạn học sinh đi học nhá. Các bạn đẹp, còn có gương này, có gương này. Đấy, có gương luôn này. Rất là xịn các bạn ạ. Đó, chiếc xe bíp này rất là đẹp luôn. Mình rất là thích chiếc xe bíp này các bạn ạ. Nào, bây giờ mình chạy thử luôn nào. Các bạn nghe giọng động cơ mạnh không? Win. Đây mình xem có xe gì không. Đây là xe bồn chở bê tông này. Có cả xẻng xúc bê tông các bạn nhá. Đây là xẻng xúc bê tông này. Đó, Wow, xe trộn bê tông đã phát hiện ra có một chiếc xe cần cẩu rồi các bạn ơi. Rồi, xe trộn bê tông. Đây là xe cần cẩu móc. Có thể cẩu được mọi thứ đấy các bạn ơi. Đó, đây là xe cần cẩu móc nha. Có thể hạ được cái cần xuống này các bạn ơi. Mình dí vào đây sẽ hạ cần xuống nha. Đấy các bạn nhìn nha. Đây mình dí vào đây nha. Đây hạ cần này. Đó, là đây là lưng cần các bạn ơi. Còn dí vào đây này là hạ cần nha, dí vào nút này này. Đây vào nút này là hạ cần nhá. Nào mình hạ cần cho bạn xem. Ấy cha. Xịn chưa? Đó các bạn thấy xịn không? Chiếc xe này quá là xịn luôn, có thể cẩu được các chiếc xe lên đấy các bạn ơi. Nào. Móc nào. Đó, ui cẩu chiếc xe dọn rác này này các bạn ơi. Đó, cẩu lên cao luôn này. Wow, lên nào. Ui, đẳng cấp không? Các bạn thấy đẳng cấp chưa? Lên luôn nha. Đó. Rồi. Nào, bây giờ cho chạy chiếc xe cần cẩu đi làm việc thôi. Đó. Nào, bây giờ cùng mình khám phá tiếp nha. Một chiếc xe dọn rác. Đi làm việc thôi. Nào. Xe cẩu múc cát này các bạn ơi. Đây là máy xúc cát đấy. Đó, các bạn thấy không? Mình bật lên nha. Wow, đẳng cấp chưa? Wow. Chiếc xe này có gầu màu đen này các bạn ơi. Gầu màu đen nha. Bên trong phát sáng này các bạn ơi. Oh, chiếc xe này xịn quá các bạn ạ. Đó, một chiếc xe tăng quân sự đấy. Quá là xịn luôn. Đó, mình sẽ để tắt chiếc xe tăng ở đây nha. Để đây nha. Nào, bây giờ mình khám phá tiếp nào. Ui, đây là một khẩu súng AK nha các bạn nha. Chiếc ống pin nha. Này, súng AK này. Các bạn này. Băng, bùm bùm, băng băng. Nào, bắn là ngắm xe này. Nè. Băng. Đẳng cấp các bạn ạ. Đó. Để thằng bên này nha, mình khám phá rồi. Đây là mấy khẩu súng đồ chơi các bạn ạ. Băng đạn này. Đó, đây. Khẩu súng màu đen nữa này các bạn ơi. Khẩu súng màu đen này. Băng. Đó, ghê à. Quá là ngầu luôn. Rồi, mình để thằng bên này. Rồi, giới thiệu với các bạn tiếp theo nha. Ghê ngầu chưa? Ui, lưng cả xe này lên này. Lưng lên. Nào, lên nào. Ui, ngầu không? Ui. Đó, các bạn thấy đẳng cấp chưa? Quá đẳng cấp luôn nha. Nào. Ui, đây là máy xúc cát này các bạn ơi. Máy xúc cát bully đấy nha. Đó. Xe bồn chở bê tông. Bốc đầu. Đi làm việc thôi. Nào, tiếp theo là xe cần cẩu nha. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc ấy các bạn ơi. Đó. Nào. Đây là xe bíp các bạn nha. Ui. Xe bíp này chở các bạn học sinh đi học nha.
màu vàng rất là đẹp các bạn ạ. Các bạn thấy đẹp không? Quần đẹp luôn nha. Rồi, giới thiệu với các bạn đây là một chiếc xe cứu hộ ô tô cảnh sát nha. Đẳng cấp luôn. Đây là một chiếc xe bồn chở bê tông này các bạn ơi. Đó. Xe bồn chở bê tông rất là đẹp luôn, có cái xoay bê tông màu đỏ nha. Xoay bê tông màu đỏ này, à, xoay bồn này. Đấy, xoay bồn cho đều bê tông bên trong bạn nhá. Có cái xẻng xúc bê tông này, đó, xẻng xúc bê tông này, đó. Có vỏ vò chút bê tông này các bạn ơi. Vò chút bê tông nha các bạn nhá. Đó. Rất đẹp luôn. Các bạn ạ. Ui, đây là một chiếc xe container rất là to đang chở chở một chiếc xe cứu hộ này các bạn ơi. Đây là xe cứu hộ nha, rất là xịn luôn. Nó có âm thanh và ánh sáng quá là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe cứu hộ này quá là xịn đấy. Wow, các bạn ơi, ở đây mình giới thiệu với các bạn có một chiếc ô tô cảnh sát G63 nhá. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát G63 rất là xịn sò luôn. Wow, mở được cốp như thật này các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy ngầu không? Mở được cánh cửa màu trắng luôn này. Đấy, một chiếc xe ô tô cảnh sát G63 rất là đẹp luôn. Các bạn có thích chiếc xe này không? Động cơ rất là mạnh luôn, như thật nha. Chiếc xe này quá là xịn luôn. Wow, các bạn ơi, tiếp theo nào. Ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe ủi cát nha. Đây là một chiếc xe ủi cát rất là xịn, có cái gầu màu đỏ luôn. Wow, chiếc xe này quá là đẹp luôn nha. Ừ, quá là xịn luôn đấy các bạn ơi. Wen. Đó, một chiếc xe ủi cát có cái gầu màu đỏ rất là xịn luôn đấy các bạn ạ. Ui, đẹp quá các bạn ơi. Wow. Đây là một chiếc xe máy xúc cát rất là đẹp nữa này các bạn ơi. Wow, múc nào. Ui, đây là một chiếc xe máy xúc cát rất là xịn luôn. Wow. Đây các bạn ơi, xịn quá này các bạn ơi. Ừ, đây một chiếc xe máy xúc cát màu trắng màu đen rất là đẹp luôn. Màu đỏ đó nha, múc cát nào. Ui, xe cẩu múc cát xịn quá này các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm hiểu tiếp. Đây là một chiếc xe ô tô bán tải cảnh sát này. Một chiếc xe ô tô bán tải cảnh sát xịn sò và đẳng cấp luôn đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy đẹp không? Chiếc xe đẹp không? Wow, xịn nhờ các bạn nhờ, mở cánh cửa như thật luôn. Màu trắng tinh luôn đấy các bạn ạ. Ồ, chiếc xe này là xe cảnh sát này. Đẹp quá. Wow, xe cảnh sát giao thông các bạn nhờ. Đây là một chiếc xe cảnh sát giao thông. Quá là xịn luôn. Chiếc xe này chuyên đi tuần tra ở thành phố đấy các bạn ơi. Wow, các bạn đẳng cấp chưa? Một chiếc xe ô tô cảnh sát phải nói là quá là xịn luôn, quá đẳng cấp luôn, quá là ngầu luôn. Ui, các bạn thấy hay không? Nào, giới thiệu với các bạn tiếp theo. Ui, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp, rất là xịn luôn. Các bạn thấy chiếc xe bồn trộn bê tông. Ui, các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra một chiếc xe máy xúc cát nha. Xe cầu chuyên đi xúc cát rất là đẹp này các bạn ơi. Đó, xịn quá. Đây có một chiếc xe bồn trộn bê tông quá là đẹp luôn nha. Quá là mới luôn. Ô, hay chưa? Ui. Wow, đây có một chiếc xe này là một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy siêu to khủng lồ. Wow, mở được cánh cửa luôn. Đó, hay chưa? Các bạn thấy đẹp chưa? Ồ, 119 luôn. Đây là một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy 119 nha. Quá là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Wow, các bạn ơi, tiếp theo nào. Đây có một chiếc xe. Xe này là một chiếc xe cảnh sát chở phạm nhân đấy các bạn ạ. Xe cảnh sát chở phạm nhân quá là xịn luôn nha. Wow, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe này, hộp xe đồ chơi mới rất là mới, rất là xịn sò luôn đấy các bạn ạ. Wow, hộp xe đồ chơi mới rất là mới này. Đây là xe này là xe gì nào? Xe tải ben chở cát này, xe bồn trộn bê tông xịn sò này các bạn ơi. Nào, bây giờ mình xem ở bên trong có cái hộp này có xe gì xịn sò nhỉ. Đấy, các bạn thấy ngầu chưa nào? Wow, ở bên trong có một chiếc xe tải ben chuyên đi chở cát này các bạn ơi, chạy bằng 6 bánh nha. Wow, chiếc xe này quá là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Mình bật lên ben luôn. Đây là một chiếc xe tải ben chuyên đi chở cát rất là đẹp luôn các bạn ạ. Quá là xịn luôn nha, một chiếc xe tải ben. Ui, bật ben luôn kìa các bạn ơi, bật ben luôn kìa. Ui, xịn chưa, đẹp chưa nào. Đây là một chiếc xe ben quá là xịn luôn nha. Ui, wow, hay chưa. Đây đó, mình phát hiện ra xe cần cẩu móc quá là đẹp luôn nha. Xe cần cẩu móc quá là xịn luôn. Wow, hay quá các bạn ạ. Ui, đó, có cái móc luôn nha. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc. Cần cẩu móc này. Wow, xịn quá này các bạn ơi. Toàn là xe đồ chơi xịn sò đẳng cấp đấy nha. Uầy. Đó, xe cần cẩu siêu to khủng lồ luôn. Đấy, ở bên trong này có xe cần cẩu này. Đấy, đây. Sao máy xúc cát này các bạn ơi, xe cẩu chuyên đi xúc cát này. Uầy. Xe máy xúc cát này có gầu bằng sắt này, xịn sò này các bạn ơi. Wow, đẳng cấp chưa? Ở bên trong có ghế ngồi có rất là nhiều, máy xúc cát còn rất là dài luôn. Wow, các bạn thấy hay chưa? Wow, xe bíp này, đây là xe bíp này. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Đây là xe này là xe cảnh sát, à, xe dọn rác này rất là đẹp và mới luôn. Wow, quá là xịn luôn đấy các bạn ơi. Ui, đẹp quá này các bạn ơi. Xe dọn rác này rất là mới. Ui, một rổ xe đồ chơi mới nữa này các bạn ơi.
có xe tải ben chở đất này. Ồ, xe ben chở đất này xịn quá này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe này là xe cứu hỏa, à xe bồn chở. Đây là xe bồn trộn bê tông rất là đẹp này. Wow. Đấy, đây các bạn ơi, đây rất là nhiều xe luôn. Nào, bây giờ thì cùng mình đi tìm xe đồ chơi mới nhất, xịn sò nhất để chơi nhá. Bây giờ cùng mình đi ra vườn để tìm xe đồ chơi nào. Wow. Các bạn ơi, nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn ở đây có rất là nhiều xe luôn nha. Nào, các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe, đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi dọn rác này. Wow, đẹp quá đấy các bạn ơi. Nào, một chiếc xe môi trường dọn rác này xịn sò đấy các bạn ơi. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Wow. Các bạn ơi, bây giờ mình tìm tiếp xem còn xe gì nữa không nào. Đây là một chiếc xe tải chuyên đi chở ô tô cảnh sát này. Đây là xe tải chuyên đi chở ô tô cảnh sát, rất là đẹp và rất là xịn sò đấy các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, cùng mình tìm tiếp nào. Ở đây mình phát hiện ra một chiếc xe vận tải vận cầu chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát đây này. Wow, hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe luôn đấy. Wow. Đấy, các bạn thấy không nào? Hôm nay mình tìm được nhiều đồ chơi chưa? Ui, các bạn ơi, ở bên này mình phát hiện ra rất là nhiều xe đồ chơi mới nữa này. Ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe máy cày ruộng nha. Đây là một chiếc xe máy cày ruộng rất là xịn nè. Ồ, đẹp quá đấy các bạn ơi. Ui, ở đây mình phát hiện ra xe bồn trộn bê tông này. Ừ, một chiếc xe bồn chuyên đi chở bê tông này. Đẹp quá này các bạn ơi. Màu trắng tinh luôn này. Ui, hôm nay mình tìm được nhiều đồ chơi mới và đẹp quá đấy các bạn ạ. Nào, bây giờ thì cùng mình để vào cái son của mình để mình đi tìm tiếp nào. Wow, đây là một chiếc xe tải chở một chiếc ô tô cảnh sát này. Đây là ô tô cảnh sát rất là xịn này các bạn ơi. Ui, đẹp quá này các bạn ơi. Wow, xịn quá này các bạn ơi. Wow, đây là một chiếc xe tải chở đất đấy các bạn ạ. Ui, xịn sò đẳng cấp nha. Wow, hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe luôn đấy. Nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe ô tô này. Đây là một chiếc xe ô tô cứu thương đấy các bạn ạ. Ui, xịn quá này các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây nha. Các bạn xem video của mình hay, bấm nút đăng ký kênh để đón nhận video mới hơn, hay hơn nữa nha. Rồi xin chào và hẹn các bạn ở video tiếp theo. Bye bye các bạn.